khi ngồi vào trong xe thì tôi đã cảm giác như bị mất một cái điện thoại Vertu rồi. Bởi vì trước đây thì cái thiết kế Vertu nó xuất hiện trên bảng console này, rồi ở một số cái mảng điều khiển khác. Tuy nhiên bây giờ thì đã thay bằng một cái màn hình gọi là xu hướng iPad hóa, smartphone hóa rất là nhiều. Và đây, màn hình này là cái màn hình 12,3 inch rất to. Bây giờ thì mình sẽ khám phá luôn cái màn hình này một chút nhé. Đó. Xe này thì được trang bị cái hệ thống dẫn đường tại Việt Nam luôn. Đấy. Đã tại Việt Nam luôn này. Công viên trung tâm. Đấy, Việt Nam nhé các bạn. Phở này. Đói tìm phở ăn. Đó. Media. Chạm rất sướng. Chức năng gọi điện. Đây, chức năng KK này. Cài đặt xe này mới là một cái tính năng cực kỳ hay này. Ví dụ như đây là có thể nói KN là tích hợp 10 mẫu xe trên một xe thì phải. Đấy, ví dụ Driver Mode thì chúng ta có thể chọn các chế độ như là tiêu chuẩn Sport, Sport Plus hoặc là cài đặt theo cá nhân. Đấy, ví dụ mình có thể chọn cái độ cao của gầm. Đấy, khi đi địa hình này. Ây, nâng lên luôn ạ. À. Nâng luôn. Đấy, độ cao vừa, cao thấp. Đó. Rất hay đúng không ạ? Ví dụ như là chúng ta lại có thể chọn cái chế độ treo thể thao plus, sport plus. Nhưng đấy là những điều khi mà chúng ta chạy trên đường cao tốc. Còn khi chúng ta chuyển sang đường xấu thì cung cấp tới 2, 4, 5 chế độ lái thưa các bạn. 5 chế độ. Vâng. Đó. Chúng ta có thể chọn chế độ on-road này. Chế độ đi đường sỏi này. Đấy. Cái độ cao của gầm nó sẽ tự động điều chỉnh nha các bạn. Chế độ đại đường bùn này. Chế độ chạy cát. Và chế độ leo rock, leo đá đấy, thì độ cao của gầm sẽ cao hơn. Rất hay. Ôi, tất cả đều tự động sướng thật. Đấy, các cái khóa vi sai trung tâm, khóa vi sai cầu sau, tất cả là tự động nha các bạn. Điều khiển điện tử hết. Mình không phải lo gì nữa, chỉ việc lái thôi. Và chúng ta có thể kiểm soát cái xe khi mà điều chỉnh này, thực sự nó tương đồng với cái việc mà chúng ta sử dụng cái smartphone trong cái phần cài đặt. Chẳng hạn ví dụ tôi vào vehicle này, đấy, có thể cài đặt các cái đèn chiếu sáng ngoại thất, đèn chiếu sáng nội thất này. Đó, đèn lùi này, vâng. Nhiều. Tất cả chỉ là chạm thôi, hoặc là có thể kiểm tra cái áp suất lốp này. Đấy, áp suất lốp trên bốn bánh xe. Vân vân. Rồi. Và thưa các bạn, đây chúng ta cũng có thể cài đặt các cái hiển thị đây, ví dụ như PCM này. Đấy, cái hệ thống chính là cái màn hình này. Đấy, hệ thống điều khiển các cái màn hình như thế này thì chúng ta có thể điều khiển độ sáng này, có thể tắt này, tối ưu này, có thể tích vào đây để có cái tiếng chạm tịch 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 này. Không khó. Hoặc là có thể chọn những các cái thông số hiển thị trên cái màn hình thông tin sau vô lăng này. Đấy, ví dụ mình có thể customize nó, có thể tăng giảm sáng, rồi thêm các cái module. Ví dụ như là mình có thể đây này, mình có thể kéo cái hiển thị cái hệ thống audio sang bên này. Đấy, chỉ việc kéo vào nhà thôi. Đấy, thậm chí có thể kéo như thế này. Đấy, kéo lại kéo về đây. nó khá giống sử dụng cái việc mà MacBook. Nó khá giống cái việc mà chúng ta sử dụng cái máy MacBook. Có thể là thực ra để khám phá những cái màn hình như này có lẽ phải mất vài ngày. Thực ra để khám phá một cái màn hình như thế này thì phải mất cả ngày thưa các bạn. Đó, rất nhiều system. Đó, chúng ta có thể cài đặt ngôn ngữ, rồi voice control, rồi date and time, vân vân, rất nhiều. À, ngay trong đây. Driver. Đấy, sách hướng dẫn thì cũng đã được tích hợp vào cái bảng điều khiển này, cái màn hình này. Vâng, tóm lại toàn bộ cái phần cài đặt về
Xe thì chúng ta có thể sử dụng ở các cái button như thế này, vâng, chạm, sở chạm, vân vân, rất nhiều. Tiếp theo là cái module về trip, toàn bộ các thông tin này. Từ lúc khởi hành, total trip, trip to destination, cũng rất là dễ dùng. Đây, cái gói sport journal này, chúng ta có thể start này. Đó, thì cái đồng hồ đếm giây nó bắt đầu. Đấy, các bạn có thể thấy này. Đấy, cái đồng hồ trên nó cũng chạy. Trang bị cái gói sport journal này mới có nha các bạn. Stop. Đó, vâng. Các cái function feature của nó chúng ta có thể đây. Đấy. Rất dễ dùng. Có thể import này. Export các cái recording này. Đó. Điều khiển điều hòa, sờ và chạm. Có chế độ là comfort luôn. Rồi, hệ thống điều hòa 4 vùng độc lập, lọc khí ion nha các bạn. Rất đẹp luôn. Chúng ta có thể điều chỉnh ngay phía bên dưới đây ạ. Mặc dù là cảm biến nhưng mà port vẫn giữ lại một số cái button nhất định, những cái phím. Nhưng mà cái phím này thực sự thiết kế quá đẹp này. Vâng, phím điều khiển gió, điều hòa thôi nhưng mà rất đẹp, hay là điều khiển voi. Thực sự là quá tinh xảo luôn, những chiếc xe đắt tiền luôn là vậy. Vâng, tiếp theo quay trở lại màn hình, đây, hệ thống điều khiển âm thanh nha các bạn. Xe này thì được trang bị hệ thống loa Bose. Vâng, 21 loa, công suất hơn 1400W cơ. Có cả loa siêu trầm đây, chúng ta điều chỉnh ở đây. Đây. Có thể kéo này. Đấy. Trước sau trái phải bao nhiêu vân vân đó. Rồi. Và phần cuối cùng chúng ta sẽ cài đặt. Đó, ví dụ như là vị trí driver chẳng hạn. Ví dụ ở đây tôi chọn, đây là một số cái vị trí đã được cài đặt sẵn này. Thì khi mà Hùng nhấn vào, chọn vào VinFast chẳng hạn. Đó, chọn ạ. Active driver. Thì lập tức vô lăng ạ. Đây các bạn có thể thấy này. Vô lăng và ghế tự động điều khiển về.